những năm trở lại đây với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm việc thực hiện xã hội hóa tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa tại tỉnh Thanh Hóa bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó tạo diện mạo khang trang và bảo tồn được giá trị hồn cốt vốn có của nhiều di tích. Đền Trần Hưng Đạo tỉnh Thanh Hóa được xây dựng cách đây gần 700 năm, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996. Từ năm 2017, với nguồn kinh phí xã hội hóa, đền Trần Hương Đạo tiếp tục được trùng tu, tôn tạo, khang trang, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân. Toàn bộ xã tiền xã hội hóa này phục vụ cho sự trùng tu, tôn tạo hệ thống kiến trúc và hệ thống đền thờ của đền. Thanh Hóa có khoảng 1.500 di tích đã được xếp hạng các cấp. Từ năm 2021 đến nay, địa phương này đã có 40 dự án di tích hoàn thành tu bổ tôn tạo. 15 dự án di tích đang triển khai, 41 dự án di tích khởi công mới với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 715 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động xã hội hóa đạt hơn 27 tỷ đồng. Sau khi trùng uh, tu tôn tạo mới lại, thì lượng du khách về đây một năm thì khoảng hơn 10.000 người, tăng từ 20 đến 30% so với trước kia. Sẽ kết nối để tạo ra hiệu ứng trong cái xã hội hóa di tích, uh, tăng cường cái biện pháp giải pháp quản lý thật tốt cái nguồn xã hội hóa này để đảm bảo sự minh mạch và uh, sử dụng cái nguồn này đầu tư, uh, tái đầu tư trở lại. Quá trình trung tu tôn tạo đã góp phần làm cho diện mạo di tích trở nên khang trang, xứng tầm với giá trị vốn có của nó. Nguồn kinh phí xã hội hóa không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước, mà còn thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của ông cha để lại.